Cách đây gần 10 năm, gia đình anh Lộc Văn Nam, chị Ốc Thị Hương từng là hộ nghèo nhất của bản Yên Sơn, xã Yên Na, huyện Tương Dương. Cuộc sống của gia đình anh chị và các hộ đồng bào Khơ Mú ở nơi đây đã thực sự đổi thay khi được hỗ trợ nhà ở, 55 con bò giống và xây dựng các mô hình sinh kế giảm nghèo. Từ cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào rừng, bữa no, bữa đói, các gia đình đã phấn đấu vươn lên. Đến nay Yên Na đã có 17 hộ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Hai vợ chồng lấy nhau thì cùng không có chi cả. Sau đó được hỗ trợ một con bò, nuôi được 8 năm rồi, đến nay được chục con rồi. Và cũng may nhờ cái nguồn vốn đó mới phát triển kinh tế được. Không còn là khẩu hiệu chung, giúp đỡ xã nghèo miền Tây đã trở thành hoạt động thường xuyên, gắn trách nhiệm cho từng sở ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Năm 2012, có 83 cơ quan đơn vị nhận giúp đỡ 86 xã. Đến nay đã có 113 cơ quan đơn vị nhận giúp đỡ 115 xã. Đây là một cái dịp để cho cán bộ, đảng viên, công chức để sâu sát gần gũi, để hiểu rõ thêm về tình hình của cơ sở, để đồng cảm, chia sẻ với dân. Thì sau khi được phân công, chúng tôi đã phối hợp với huyện ủy kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố cái hệ thống chính trị, đưa các cái chương trình, các cái dự án về để tổ chức thực hiện. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã rất nỗ lực, cố gắng hỗ trợ giúp đỡ các cái xã nghèo miền Tây, tổng nguồn lực hơn 11 tỷ đồng để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Trong 10 năm qua, đã có gần 311 tỷ đồng ủng hộ giúp đỡ các xã nghèo miền Tây. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,04% năm 2015 xuống còn gần 8,18% cuối năm 2021. 32 xã ở miền Tây Nghệ An đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng kết quả giúp đỡ các xã nghèo vẫn chưa đạt được như mong muốn. Công tác hỗ trợ chủ yếu tập trung vào những nhu cầu trước mắt, chưa mang tính sinh kế, định hướng lâu dài. Với trách nhiệm cơ quan thường trực, chúng tôi sẽ rà soát, đánh giá và tham mưu cho Ủy ban tỉnh có một cái kế hoạch tiếp nối hướng đến là ủng hộ cơ sở vật chất về mô hình sinh kế, việc làm, đào tạo dạy nghề để nhân dân và các xã đó thoát nghèo một cách bền vững nhất. Và hy vọng rằng là cái cuộc vận động giúp đỡ hỗ trợ các xã nghèo miền Tây Nghệ An trong giai đoạn mới sẽ tạo khí thế mới và đạt kết quả thành công hơn. Miền Tây Nghệ An có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại. Chia sẻ khó khăn, ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo không chỉ là trách nhiệm mà còn là tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp, làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, nâng cao niềm tin đối với Đảng và Nhà nước, xây dựng miền Tây vững mạnh toàn diện, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.